Sáng 31 tháng 7, tại hiện trường vụ sạt lở trạm cảnh sát giao thông Đèo Bảo Lộc, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trong việc chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng biểu dương lực lượng công an, quân đội, người dân địa phương đã tích cực, không ngại khó khăn, vất vả, dầm mưa để hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình đại úy Lê Ánh Sáng, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đại úy Lê Ánh Sáng là một trong ba chiến sĩ đã hy sinh trong vụ sạt lở trên trong chiều 30 tháng 7. Báo cáo với phó thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết vụ sạt lở trên xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7. Thời điểm xảy ra vụ sạt lở có ba chiến sĩ cảnh sát giao thông bị vùi lấp là Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Đại úy Lê Ánh Sáng, thượng úy Lê Quang Thành và một người dân tên Ngọc Anh. Trong sáng ngày 31 tháng 7, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở. Tuy nhiên, tại lâm đồng liên tục có mưa kéo dài gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của lực lượng chức năng